Đấy, đôi có hồng đây các bạn. Nhìn cơ bản thì mình thấy nó cũng bình thường ha. Hay là đây là một cái đồi có cỏ hồng. Còn không biết có phải là cái vị trí mà các bạn TikToker với YouTuber quay cho các bạn xem hay không ha. Nhưng mà mình thấy cái này mà chụp hình thì cũng được ấy, cũng đẹp ấy. À, đi đi cho biết thôi, chứ mình nghĩ cái này nó cũng chẳng có giá trị gì với mình. Đấy, thì cái đồi cỏ này thì nó nằm ở trên cái đường. Các bạn đi vào làng Cù Lần nhé. Các bạn tra từ ngoài thành phố Đà Lạt á, các bạn tra bản đồ là đường vào làng Cù Lần, vào cái thông cô đơn á, các bạn đi được khoảng một nửa đường thôi. Đấy, cái khúc này này, mình cũng chẳng biết khúc này gọi là cái gì. À, đi đến đây thì các bạn thấy có một cái đoạn gọi là tạm thôi để gửi xe, và đây là cái đồi cỏ hồng. Ở đây người ta cũng có decor một vài cái thứ, ví dụ như đây có một cái vốt về cái phone này, telephone, một cái thùng rác. Cái thùng rác này là hợp lý này, ở bên kia có đu xích quay các thứ, nhưng mà chả hiểu sao vậy để có mấy cái thứ này chẳng phù hợp. Đồi tự nhiên thì các bạn cứ để tự nhiên hay đẹp hơn, để cái thùng rác này là ok nhất. Đó, cơ bản là như thế này các bạn nhé. Ở cỏ hồng đi cả buổi sáng thôi chẳng có gì. Lên đây bạn nào lên đây đi ngắm gái cũng được này, rất là nhiều các cô gái đẹp lên đây đi chụp hình. Đây có con cầu đứng mình.